thất bại cha vẫn không ngần ngại. Yeah. Mẹ rất là tự tin và mỗi người một tính cách. Dù ngày mai ra sao chúng ta vẫn mãi bên nhau. Dù gian lao nhưng gia đình ta vẫn luôn yêu thương nhau. We can fly, fly through the sky. We can fly so high. Gia đình là số một. 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 Nghe nói làm giá cá ngon ghê á. Ăn đi con. Mai em nhận phần thưởng bên hội chiến sĩ Đông Y phải không? Đúng rồi. Sao vậy anh? Mai anh đi về quê rồi, tính mua quà tặng em. Muốn biết sao đây? Không có cần đâu. Thôi, sao không cần giải thưởng mà không cần gì em? Ai vô hội cũng được mà. Sao ba không được? Đúng không? Ba đâu có được gì đâu phải không ba? Ủa? Đáng lẽ ba cũng phải được chứ. Tại là ba không thích nhận thôi. Chứ đâu phải là không được nhận. Mẹ ơi, mai con bận học bài rồi, chắc con đi không được đâu. Mẹ đã nói không cần mà. Để Mẫn đi. Con cũng bận rồi ba. Con bận cái gì? Con đi. Ôi, con... Ba kêu con đi. Đi mua qua tặng cho mẹ, ba đi đâu? Lúc nào cũng là con á, con ba người ở đâu mà lúc nào cũng là thiên vị con á đó. Nó có gì vậy? Đi mua qua tặng cho mẹ thôi mà. Bực mình đi chứ. Lúc nào cũng sai mình á. Thằng này im lặng tí coi được không? Không im rồi sao? Anh nhìn kiểu gì vậy? Dám nhìn em kiểu đó hả? Hả? Tại anh đang cắm hoa đó. Xong rồi anh bị mỏi mắt. Xong rồi cái ánh mắt anh quay qua vô tình chạm thấy em. Chứ anh nào dám. Đẹp quá, chắc mình phải xin mẹ mua một bộ mới được. Làm gì vậy? Gió nó vô tình thổi chứ anh nào dám. Anh có tin mặt của anh gai không không? Thôi làm gì làm đi nha. Gió đâu mà nhiều quá vậy anh vượt. Mẹ ơi! Mẹ, mua cho con cái đồ vest đi mẹ. Đi cái đó phải mặc đồ lịch sự với mẹ. Mẹ nói không nha. Con là học sinh, bận đồ học sinh đi là rất là lịch sự rồi, còn muốn gì nữa? Thôi mà mẹ, mua cho con đi mẹ. Con làm cái trò gì vậy hả? Mẹ nói không nha, con có hiểu tiếng mẹ nói không? Không hiểu mà mẹ mua con đi, anh con cũng được mà sao con không được? Con cũng là con của ba mẹ mà, sao mẹ thiên vị quá. Nè, tại vì anh con phải đi lãnh thưởng học sinh giỏi cho nên mẹ mới mua đồ vest cho anh con. Còn con, nhìn lên mình coi. Học hành thì không tới đâu, bài đặt. Nhưng mà con cũng là người lớn mà. Bây giờ mẹ nói con về phòng ngủ. Nhanh. Không, con không đi về gì hết á. Con ở đây hoài luôn. Con ở đây với khi nào ba mẹ mua con đồ vest thì thôi. Nè, bữa nay cãi lời mẹ phải không? Con đi qua nằm kế bà luôn. Mở, cái thằng này. Mua đồ vét. Dạ, thì đi coi mắt thôi mà, có cần phải chuẩn bị tâm lý gì đâu mẹ. Dạ, con biết rồi. Vậy nha. Bà đi coi mắt hả? Bà nghe hết rồi hả? Thì đó, tự nhiên mẹ tôi bắt tôi đi coi mắt mà không nói trước cho tôi biết gì hết.
Nhưng mà người đó làm nghề gì? Nghe nói hình như là làm văn phòng hay sao á. Chuyện quan trọng cả đời như vậy, đâu thể nào quyết định nhanh chóng một cách sơ sài vậy được. Tôi biết rồi. Hả? Mà hôm nay á là ngày 20 tháng 10 đó. Đi coi mắt mà ngay ở quốc tế phụ nữ như vậy á, chắc cũng sẽ được kết quả tốt. Hiền nè. Hứ? Anh không có quà, cũng không có quà để tặng em giống người ta. Em có buồn anh không? Có gì đâu mà buồn. Em còn không biết hôm nay là ngày gì mà tự nhiên tặng hoa với quà làm chi nữa. Thôi đi, em đừng lấp liếm rồi che đậy cho anh. Nè. Ừ? Không có quà, không có quà, em nhận đỡ cái này nha. Cái gì vậy? Cái gì vậy anh? Coi cho kỹ nha. Bam bam bam. Trời ơi, nãy giờ anh làm á hả? Ừ. Dễ thương quá à. Thích không? Không thơm ha. Đâu xịt chỗ thơm đâu. Ủa ba, chú đi học xong ở trường đi, ba qua đón luôn rồi qua chỗ mẹ. Ủa sao gấp vậy ba, 5 giờ mới trao giải luôn rồi ba. Đâu không mua áo vest hả? Hả? Có đi mua áo vest không? Dạ đi đi đi, mà mẹ có cho không? Ba đã quyết định mua áo cho con còn mắc cười. Ba là cái bộ bỏ xuống. Thôi thầy mập heo nghĩ là người ba. Mua áo thôi nha, còn cái quần tự kiếm nha. Vậy thôi được rồi, kiếm cái quần cũ bận đi. Thôi giỡn á, mua toàn bộ luôn. Mua đồ vest rồi. Đi học, đi học, đi học. Ông à. Gì? Ông có đi dự lễ trao giải cho con dâu không? Tôi cũng đi tới đó tại trực phòng khám. Nói vậy là cần nhận. Ôi da, ngứa gãi giùm cái coi. Gãi giùm. Rồi. Trời ơi, gãi không có nhiệt tình để gãi giùm cái. Xin đi đây nè. Đó, xong. Trời ơi, cái ông này. Bộ ông gãi cho tôi rồi cái ông chết là sao mà. Đúng, tôi gãi cho bà tôi chết á. Bà làm gì tôi bận trăm trăm nghìn việc. Ở không người gãi lưng cho bà hoài hả? Rồi ngứa rồi sao? Muốn gãi anh, nè, nè qua đây coi nè. Gì? Nè, vô đây. Đó, gãi, gãi, dựa vô đây gãi. Nha. Vậy nè. Ừ. Già kỳ cục. Muốn chết. Cô Bo gãi giùm cho bà nội coi cô Bo. Trời ơi, mày mà biết gãi là chết liền. Tức mình ghê. Mỗi lần ngứa lại nghĩ cho già này. Ủa chú Luân. Ủa chào hai đứa. Dạ con chào chú. Nè hai đứa có phải là cháu nội của bà Năm không? Dạ con phải cháu ruột chú ơi. Ủa dạ con mới là cháu ruột nè. Ủa vậy hả? Dạ. Dạ chú à, cái chứng mất trí nhớ tạm thời của chú có đỡ chưa vậy? Chú bình thường, chú không sao hết, chú đỡ nhiều rồi. Dạ. Nè mà hai đứa là cháu nội của bà Năm đúng không? Dạ con không phải cháu ruột bà Năm chú ơi. Dạ đâu có đâu chú. Sao chú la chú đỡ rồi mà. Chú giàu hai đứa đó. Chú đỡ nhiều rồi. Chọc chú ai đi khám bác sĩ mà yên tâm. Bác sĩ nói là chú hết rồi. Chúc mừng chú. Dạ. Mà chắc chắn là không phải cháu nội của Năm đúng không? Còn á, chúng còn á. Chúng còn bệnh á. Nhưng chú vẫn đá banh từ năm 3 tuổi luôn á. Chú giỡn á. Nè nè hai đứa đi đâu vậy? Dạ đem cái giỏ qua này tặng cho Dương My nhân ngày 20 tháng 10 á chú. Là hai đứa làm luôn hả? Dạ. Dạ. Ê, hai đứa có thể bán cho chú được không? Ủa chú bệnh vậy cũng có bạn gái nữa hả? Trời thì đâu nhất thiết là chú tặng bạn gái chú đâu. À đúng rồi.
nhưng mà thôi tụi con bận học lắm không có thời gian làm đâu. Ủa vậy hả? Tụi bận học lắm á. Tiếc quá. Thôi thì hẹn lần sau nha hai đứa. Dạ. Thôi bye bye chú. Chào hai đứa. Dạ. Ở mà nè hai đứa. Dạ. Chắc chắn là hai đứa là cháu đồ bà Năm đúng không? Rồi đi lẹ luôn nè, đi lẹ luôn nè. Nè, lẹ lẹ lẹ. Lên 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 chú. Ngồi đi. Dạ. Bà đó nghe, khách sáo quá. Tới nhà tôi chơi được rồi còn mày đặt mua bông hoa tặng tôi gì không biết nữa. Đâu có mua cho chị đâu, cái này ông xã mình mua cho mình mà. Vậy hả? Trời ơi, bởi hai vợ chồng thiệt ha. Biết ngày lễ lọc gì mua rồi tặng rồi ha, lãng mạn như sợ ha. Còn chồng tôi thì lãng nhách. Không bao giờ mà nhớ những cái kỷ niệm ngày cưới ha, ngày sinh nhật, ngày lễ này lễ nọ ha. Không bao giờ nhớ mà tặng tôi món gì hết trơn. Tối ngày ổng cứ vô chứng khóa không à. Nhìn chị hả, tôi ngưỡng mộ quá. Thấy chồng chị phát ham, chồng tôi phát kém. Hy vọng là bạn sẽ thích cái này nha. Trời ơi, cảm ơn Minh nhiều nha. Ê, còn mình làm cái đó. Ủa vậy hả? Mình cảm ơn Long luôn nha. Ủa mà bạn buồn cái gì hả? Sao thấy bạn lo lắng quá vậy? Trên đời này chỉ có một thứ là mình buồn thôi hả? Cái gì vậy? Tiền ăn 3 ngày của mẹ cho mình xài trơn rồi. Thì bạn phải biết tiết kiệm chứ. Thì mình tiết kiệm mà, mình đâu có xài gì nhiều đâu. Ăn còn không dám ăn nữa. Ờ ha, tôi thấy hình như bạn có tiết kiệm á. Mà như dạo này son phấn với lại quần áo lên giá đúng không? Bạn còn chọc mình nữa. Bạn mua hoài, mua hoài. Bạn muốn kiếm tiền hả? Tôi có cách nè. Cách gì vậy? Bạn còn nhớ chú Luật thám tử đá banh năm 3 tuổi không? À. Ủa? Ừ, ba mới về. À. Ba đây rồi, vợ con đâu ba? Vợ con qua chỗ thuyết trình luôn rồi. Ủa, chết thiệt vậy luôn hả ba? Ừ. Chết rồi. Cái gì vậy? Thằng làm gì? Ây à. Con phải đem qua đưa đi tặng vợ con. Ba mẹ ở nhà con đi trước nha. Vợ qua đẹp quá ha. Ờ, bà nấu cơm chưa? Nấu rồi. Ừ. Nấu đồ ăn chưa? Cơm nấu rồi, đồ ăn nấu rồi, được chưa? Tôi đâu phải là ô xin ở cái nhà này đâu, tối ngày cơm nước đâu mà. Trời ơi, hỏi nấu cơm chưa thôi có gì đâu mà quạo dữ vậy. Mẹ, tặng quà cho bà nè. Tặng quà cho tôi hả? À. Trời ơi. Gì vậy? Hoa thơm. Hoa thơm. Hay là gấu bông. Gì nè? Gì á? Dơ dơ của tôi ở phòng khám. Giặt giùm đi. Trời ơi, mẹ. Tôi đâu phải là oxy không công đâu mẹ. Dạ, chú cứ yên tâm, tụi con sẽ làm cực kỳ đẹp. À mà chú ơi, tại thời gian hơi gấp mà ngày này thì giá hoa nó cũng đang tăng cao lắm. Nên là tụi con làm cũng phải tăng cao cái tiền nha chú. Thôi không sao, đối với chú tiền bạc là không thành vấn đề. Bây giờ con cứ làm cho thật đẹp, giống như hồi sáng lúc chú thấy là được, ok? Dạ, con biết rồi. Ủa, mà chú, bạn gái chú tên là gì vậy? À, dạ, con chào chú. Mình làm liền đi. Hay quá ông ơi. Hay vậy chú ấy nói sao? Tiền bạc sao? Tiền bạc không quan trọng. Ê, tiền bạc không quan trọng hả? Ừ. Vậy bây giờ mình bắt tay vô làm liền đi. Bắt tay vô làm liền chứ. Nhưng mà tên của cô gái đó là cái gì? Kim Chi. Kim Chi hả? Sao giống tên của thím Út quá vậy? Nói tên trùng tên thôi bạn ơi. Làm liền đi, lẹ đi lẹ đi. Ờ ha. Tôi nghĩ mình làm thêm mấy cái nữa thôi là tụi mình giàu to luôn á. Hay là mình gỡ cái này ra làm đi. Dung Mi à, mình nói giỡn lắm mà. Bảnh. Dạ. Ê, cái này mới bảnh nè. Ôi, đẹp vậy má. Thử đi. Thử nha. Thử.
Thử thử cái lông lên. Để đây cho thấy đấy. Trượt cái phòng thay đồ. Thấy thằng quỷ này. Xong chưa con? Dạ dạ con sắp xong rồi ba. Ra lại đi có bộ đồ vest không mà ngồi ngâm trong đó. Quan trọng là ba ngắm có đẹp hay không nè. Dạ rồi. Con ra nè. Đẹp trai thì mọi người. Quá bảnh. Mày có cái tướng giống ba bận cái gì cũng đẹp hết mày. Dạ anh ấy mặc đồ vest trưởng thành và phong độ quá. Rồi không. Rồi sao quyết định đi. Hay là muốn thử bộ khác? Thôi ba, con lấy luôn bộ này nha. Ờ thử con bộ lấy luôn hả? Còn giống ba mà. Ông mày ông khéo dễ sợ, ông khen cái dính liền ha. Thôi tính tiền cho tôi bộ này nha. Dạ anh đợi em xíu anh vào trong cái biểu. À cảm ơn cưng nha. Dạ. Mày quyết định lấy bộ này phải không? Hả? Ba lựa đẹp quá, anh thích quá. Nè, cầm này đưa cho mẹ. Ba bắt đi về quê rồi chiều tối ba lên. Dạ, để con lo cho. Cái thẻ ATM ở trong cái túi quần. Dạ. Muốn mua, muốn xài gì thì nhớ quẹt. Dạ rồi rồi con biết quẹt rồi. Quẹt ít ít từ quẹt nhiều tao quánh chết à. Dạ rồi. Để nghe. Dạ rồi, ba đem này về nhà em con nha. Ừ biết rồi. Dạ rồi. Tự nhiên giờ tao đi về quê bữa ôm cái ba lô mà về quê nó tào lao thiệt đó. Đi trước à. Dạ rồi. Ôi đẹp quá. À. Ơi ba, bà thấy cái bóp tôi ở đâu không vậy? Bà nghe tôi nói không? Bóp rớt ở đâu là rớt kiếm. Ừ cấp của sao ăn nói kỳ cục vậy trời. Bà muốn cái gì? Không muốn cái gì hết trơn. Bà muốn cái gì bà nói ra đi. Nói cũng được cái gì đâu nói. Bực bội quá. Cứ nói miễn có lý do chính đáng là được. Thôi khỏi đi. Trời ơi nói cũng được cái gì đâu. Cuộc đời tôi là một chuỗi bực mình mà. Ừ. Nói được cái gì đâu. Có ai hiểu đâu mà nói. Thì bà cứ nói đi. Không tôi nói. Xì ra xì ra. Trời đất ơi. Có rửa lộn thuốc gì không ta? Rồi chắc nó uống lộn thuốc vô đây nè. Ô, ủa. Chào nội. Bên. Chào ông. Anh chào ông. Chào đất ơi. Có thấy cái bóp của ông đâu không? Dạ. Không có nội. Ủa, mà mấy đứa làm gì vậy? Dạ, tụi con đang cắm hoa cho chú Thánh Tử. Hôm nay là ngày 20 tháng 10 mà ông. À, ông biết rồi. 20 tháng 10 là ngày gì? Lễ tình nhân chứ gì? Không có nội ơi. 14 tháng 2 mới là lễ tình nhân. Không. Ngày hôm nay á là ngày phụ nữ Việt Nam á nội. Ngày phụ nữ Việt Nam? Dạ. À thì ra. Bà ơi, tôi đi làm đây. Tôi đi làm đây. Ba, tôi biết hôm nay là ngày phụ nữ Việt Nam. Tôi không có mua hoa tặng bà, chắc bà giận tôi hả? Trời ơi, này bà ơi, tôi biết rồi. Nếu bà muốn mua hoa thì tôi mua chứ. Mà mình đâu phải con nít đâu chứ. Tôi có biểu ông mua không? Sao ông vô đây em cằn nhằn tôi? Ủa, tôi nói cái gì đâu mà không cằn nhằn. Nè bà, bà muốn tôi mua hoa thì bà nói đi, tôi mua cho. Đợi tôi nói hả? Ông thì có bao giờ mà ông nhớ cái ngày lễ, ngày lạc vậy mà ông mua hoa tặng tôi? Cục kẹo còn không có nữa. Ông là cái đồ cái người đàn ông xấu xa, khó ưa. Trời đất ơi, tôi có nói gì đâu mà bà chửi tôi xấu xả gì trời. Thôi giận biết không? Nè, từ từ, nè. Mua hoa hả? Ông mà cái đời nào mà ông để tới có vợ trước mặt ông đâu hả? Hình ảnh tôi trong đầu ông đâu hả? Tôi ngứa lưng nè. Ừ. Đó, hứa hả? Nhờ ông gãi, ông cũng không có gãi nữa. Đừng nói chỉ là mua hoa tặng tôi. Sống với ông bao lâu nào tôi biết mà, mấy ông đâu tôi biết người của ông rồi. Ông cư xử, ông đối xử tôi thế nào tôi biết mà. Thôi để cho tôi tự lại mua cho nghe. Hey, không cần, giờ hết thích rồi, hết mê rồi. Thì bà muốn cái gì? Không muốn gì hết. Bà cần cái gì? Không cần gì hết. Bó tay. Trói tay luôn cho đó mà bó tay hả?
Quà cáp ngày phụ nữ, đứa mình nguyên một cái thùng mà gì dớ dơ không à, vậy có được không? Nó tặng bà nè, tôi tặng quà làm tôi hụt hẫng. Ủa, tới rồi hả con? Dạ, con chào chú. Ờ, sao nhanh quá vậy? Ngồi đi con. Dạ. Con hy vọng chú sẽ thích cái giỏ hoa này. Ờ, đẹp quá. Ủa, chú chưa đỡ nữa hả chú? Đẹp quá con. Dạ. Còn chú hết bao nhiêu tiền vậy? Dạ, nói chung là cũng đắt lắm chú. Tại vì hả, tụi ba tụi con bao vô làm á, chưa kể tiền vật liệu nữa. Cho nên là chú đưa tụi con càng nhiều càng tốt nha. Ờ, đẹp quá. Dạ, biết rồi mẹ, biết rồi mẹ. Ủa anh Luật, anh gọi cho Bảy Thí tìm vàng cho anh. Ủa, chưa gọi hả? Ủa, nãy em nói anh rồi mà. À, tôi quên. Nè, số điện thoại là bao nhiêu ạ? 083-2100-2100. Ờ, rồi được rồi, cảm ơn cậu. Sao con chưa về? Dạ, con đợi tiền công đó chú. Tiền công cái gì? Dạ. Quên. À, chú quên khôn quá. 300 đúng không con? Ủa, chú cho con thêm 100 nữa được không? 400 nha. Ờ, thôi được rồi nè. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Đẹp lắm. Khi nào chú cần đặt bông chú gọi con nha. Dạ, cảm ơn chú. Anh Luật ơi, Luật, sao anh không gọi cho bả đi mà gọi tới nãy giờ kìa? Ờ, gì vậy hả? Cho tôi số điện thoại đi. 083-2100-2100. Ờ, để tôi gọi, cảm ơn cậu. Ủa, về rồi hả? À, chú đưa bao tiền vậy? 400 ngàn. 400 ngàn? Thiệt. Còn một chuyện động trời nữa cũng là tin vui của tụi mình luôn nè. Chuyện gì vậy? Chú đó bị mất trí nhớ tạm thời, cứ mỗi 3 tiếng là mất trí nhớ một lần á. Chuyện đó bình thường mà, chú bị mất trí nhớ từ trước tới giờ rồi mà. Ông khờ quá à. Tôi có ý này nè Yumi, bây giờ cứ mỗi 3 tiếng mình xách giỏ hoa tới bán cho chú, có nghĩa là mình sẽ có thêm tiền đó. Yeah, vậy tụi mình sắp giàu rồi. Đúng rồi. À mà bạn định bán mấy giỏ? Tôi tính từ đây tới tối mình sẽ bán khoảng được 4 giỏ. Ê, 4 giỏ mà một giỏ 400 ngàn là mình có 3 triệu 2 luôn. Yeah. Nếu mà 4 giỏ thì phải đưa 1 triệu 6 chứ sao lại 3 triệu 2 ở Yumi? À, 1 triệu 6 cũng được. Cũng giàu mà. Thôi, bỏ qua chuyện này đi ha. Tôi tính vậy nè, trong những ngày này giá hoa chắc chắn sẽ tăng cao, tiền vốn của mình chắc sẽ khoảng 600 ngàn á. Mình mà bán được 1 triệu 6 có nghĩa là mình sẽ lời 1 triệu. Vậy thì Yumi à, bạn sẽ không còn phải lo không có tiền tiêu vặt nữa. Nhưng mà tôi thấy không được đâu. Sao vậy? Tại vì chú bị bệnh mà, tự nhiên mình làm như vậy có bị quá đáng không? Ờ thì tôi thấy á, nếu như mà chú không mua của mình á, chú cũng đi ra ngoài mua của người khác à. Ừ đúng rồi. Coi như chú cho con cháu trong nhà chú đi. Nếu mà vậy thì bán 10 giỏ đi bạn. Ừ, tôi cũng tính vậy á. Nhưng mà phải là 30 tiếng lận là qua ngày hôm sau luôn. Ờ đúng rồi đó. Thôi đừng có nói nữa, hùng tiền đi. Đẹp trai thì người có nhiều người yêu. Anh làm gì ạ? Lấy một ly espresso. Mình xử lý thật là trưởng thành rồi. Phải chụp hình gửi cho mấy thằng bạn mới được. Con nghe nè mẹ. Dạ dạ, con thấy còn sớm quá nên con ghé qua quán cà phê ngủ cà phê chút xíu. Dạ rồi rồi, con biết rồi, mẹ yên tâm con qua đi. Dạ dạ nha. Ê, cũng 3 tiếng rồi đó. Tôi vô nhà, tôi vô nhà. Coi bộ cái trứng
loạn trí tạm thời của chú giúp tụi mình ghê ha. Cái gì? Người ta gọi là mất trí tạm thời. Đi vô đi, vô đi, vô đi, vô đi. Vô đi, vô đi, vô đi. Bình tĩnh, hít thở sâu nào. Vô nào, vô nào. Ủa, chào con. Dạ, con chào chú. Con đi đâu đây? Dạ, con đi giao hoa cho chú á, chú có đặt con á. Chú xin lỗi. Đẹp lắm á. Của chú hết bao nhiêu tiền vậy? Dạ, của chú 400 ngàn à, đợi chú chút. Ủa, con giao cho chú rồi mà. Nè. À, con quên. Dạ. Nè, có gì vậy con? Dạ không có. Sao đem ra đây lại rồi? Ôi, sao bạn đem ra lại vậy? Chú không thích hả? Chú quê gì vẫn còn nhớ. Vẫn còn nhớ. Ủa không phải chú mất trí nhớ tạm thời hả? Tôi cũng biết luôn á. Rõ ràng là chú ấy quên rồi. Hồi nãy còn định móc tiền ra đưa cho tôi luôn mà. Không lẽ mình phải chờ chú ấy 4 tiếng sao? Ôi, gắng thêm, chờ thêm tiếng đi. Trời ơi, giải cho chú ấy rối loạn trí nhớ tạm thời lại đi. Mất trí nhớ tạm thời. Còn dối trí nhớ là một cái từ khó hiểu lắm. Gắng chờ đi. Chờ chứ làm sao. Tính tiền cho tôi đi. Của anh là 70 ngàn ạ. Ok. Tính cho tôi 100 luôn nha, tôi trả bằng thẻ. Wow. Chết rồi. Cái thẻ ba đưa bỏ quên trong túi quần kia rồi. Tôi trả bằng tiền mặt nha. Hai chục. Ờ, 73 ngàn. Cô giữ đi khỏi thôi. Công việc của em có tốt không? Lương bao nhiêu? À, mặc dù lương không được nhiều nhưng mà mỗi ngày đi làm với em là một niềm vui. Vậy hả? Nhưng mà anh không muốn người con gái của mình phải làm lụng vất vả vì những đồng bạc đó. Cô! Ủa, Mẫn. Cô làm gì ở đây vậy? Ủa, ai vậy? Cô có cần phải nói gì hết á. Nhưng mà, khoan nè, Mẫn ơi. Chuyện gì vậy? Mẫn. Em làm gì vậy? Mẫn, em làm gì vậy? Cô thấy diễn kịch hay không? Hay cái gì mà hay. Em biết em làm gì cô khó xử lắm không? Cô xử cái gì? Em thấy rõ ràng là cô đâu thích cha đó đâu. Mất mới phải bận tâm cho mệt. Mà cô có hạ tiêu chuẩn xuống á, cô cũng đừng có thấp như vậy chứ. Cô xinh đẹp vậy mà. Đúng không? Sao kỳ vậy? Kỳ gì mà kỳ? Tôi nói cho anh biết một bí mật. Cô của tôi có bạn gái rồi đó. Anh có biết chữ có bạn gái không vậy? Không phải anh ơi. Mỡ, em nói gì vậy Mỡ? Cô mới cần nói nhiều, đi. Nè, anh ơi, không phải, không phải. Mỡ. Ủa? Chào con. Chào chú. Con đi đâu đây? Dạ, con đi giao hoa. À. Ủa chú hết nhiêu tiền? Dạ 400 ngàn chú. Rồi, cảm ơn con nhiều nha. Ủa, nè con. Dạ. Con cho hoa cho chú rồi mà. Nè. Dạ, không quên.
Nè. Sao kỳ vậy ta? Ê, có khi nào chui uống thuốc? Đây là đang từ từ hồi phục ông vậy. Vậy tụi mình phải chờ bao lâu nữa? Hay là giờ mình ráng đợi thêm 2 tiếng nữa đi. Hai tiếng lận á. Dựa dựa. Ủa con? Dạ tới giao qua cho chú. Con giao cho chú rồi mà. Anh ơi, cho em hỏi chú Lực đâu ạ? Ảnh kìa. Ủa con, con qua giao hoa cho chú hả? Con giao hoa cho chú rồi kìa. Nè. Dạ. Em có thấy là nó bị mất trí nhớ tạm thời giống như anh không? Em cũng biết luôn. Dạ chú ơi. Dạ con. Dạ con đi về. Bà làm ơn vô ủi giùm tôi bộ đồ để tôi đi xóm. Trời đất ơi, có bộ đồ cũng tự ủi không được sao? Cái gì cũng kêu tôi hết vậy? Rủi tôi không có ở chung với ông. Ông lấy ai ông sai? Thì có người khác phải. Không. Ý tôi nói là à, thôi mà giúp giùm cho tôi chút đi nha. Không. Đi mà. Ừ, ủi đi. Đi. Không. Ủi giùm đi mà. Đi, ủi giùm không. Tôi. Trời đất ơi, tôi lấy ủi mà. Giúp giùm cái tôi. Cái gì vậy? Giúp giùm cái tôi gì đi mà. Tôi không ủi. Đi. Tự ủi đi. Giúp giùm. Vô đây cái bà. Cái gì vậy? Bà ủi giùm tôi cái bộ đồ thôi. Cái đồ ông tự, ông mặc ông tự ủi đi. Cái gì mà kéo vô vậy? Đây là điều tôi muốn bù đắp cho bà suốt hơn 40 năm qua. Bên năm mới, em có thích không? Ông xã ơi, em cảm động quá. Cảm ơn bà trong suốt mấy chục năm qua đã chịu đựng tôi. Tiền trong tuần của mình tiêu hết ở chỗ này rồi. Tiền bán giỏ hoa đầu tiên của mình cũng tiêu hết vô đây rồi. Tôi xin lỗi. Bây giờ mỗi người xách một giỏ về chân trong nhà đi. Tại sao chị lại nói dảnh như vậy? Sao chị không có nói gì cho em biết hết vậy? Tại sao chị làm vậy với em? Nè. Ủa xe bị hư rồi hả? Anh Phúc ở đó không bà? Anh Phúc? Không đâu, đâu có đâu. Chắc tôi chết quá. Nè, bà uống thuốc gì vậy? Tôi... Đóng xem tập 96 Gia đình Lạc số 1 phát sống vào lúc 19:50 phút ngày 4 tháng 7 năm 2017 trên kênh HTV7. Gia đình là số 1. Gia đình là số 1.
số 1. Gia đình ngồi bên nhau, mà gia đình là số 1, mà gia đình là số 1, mà gia đình là số 1.